Kính chào quý vị và các bạn. Phương Ly rất hân hạnh khi được đồng hành cùng với quý vị để cập nhật những thông tin trong nước nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Bắt thiếu tá công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai nhận hối lộ 70 triệu đồng. Ngày 12 tháng 4, cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao xác nhận vừa bắt quả tang thiếu tá Điền Việt Đức, sinh năm 1986, điều tra viên công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để điều tra hành vi nhận hối lộ. Trước đó khoảng 21 giờ 40 phút ngày 11 tháng 4, tổ công tác phòng 5 thuộc cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao bắt quả tang Đức nhận 70 triệu đồng của ông NMT, sinh năm 1960, ở quán cà phê phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Lực lượng chức năng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và thu giữ tang vật là 70 triệu đồng. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định ông T là cha ruột của NDM, sinh năm 1993, ngụ thành phố Biên Hòa. M là bị can trong vụ án gây rối trật tự công cộng do Đức được phân công thụ lý giải quyết. Và việc nhận tiền này nhằm thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang bảo lãnh cho M. Trước khi làm việc tại đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thành phố Biên Hòa, thiếu tá Điền Việt Đức công tác tại đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện Trảng Bom. Cựu giám đốc công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị phạt 10 năm tù. Chiều 12 tháng 4, phiên tòa xét xử sơ thẩm 13 bị cáo trong vụ án mua bán hóa đơn, đưa nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến cựu giám đốc công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca đã vào phần tuyên án. Thay mặt hội đồng xét xử, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, thẩm phán Bùi Văn Tuấn, chủ tọa phiên tòa, đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án. Hội đồng xét xử đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đa phần người phạm tội là những người có hiểu biết pháp luật, nhưng vì động cơ vụ lợi gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại tài sản nhà nước nên cần phải xử phạt nghiêm khắc, có tính răn đe. Theo đó, bị cáo Đỗ Hữu Ca bị tuyên phạt 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Trương Xuân Đức được xác định là chủ mưu vụ án và là người chỉ đạo vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh đưa 35 tỷ đồng cho bị cáo Đỗ Hữu Ca để chạy án, bị tuyên mức án 9 năm về tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và tội đưa hối lộ. Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Anh bị tuyên phạt 4,5 năm tù cùng với hai tội danh như bị cáo Đức. Đồng thời, hội đồng xét xử cũng buộc vợ chồng bị cáo Đức phải khắc phục số tiền hơn 41 tỷ đồng do buôn bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Đối với nhóm tội nhận hối lộ, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Đương, cựu chức cục trưởng chi cục thuế huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng, mức án 6,5 năm tù và bị cáo Đỗ Thanh Hoài, cựu cán bộ chi cục thuế huyện Cát Hải bị phạt 4,5 năm tù. Hai bị cáo này còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ trong thời hạn 3 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù. Đối với các bị cáo khác trong vụ án, bị phạt từ 15 tháng cho tới 7 năm tù. Ông Đỗ Hữu Ca bất ngờ thay đổi lời khai rồi nhận tội chỉ sau một đêm suy nghĩ. Phiên tòa sơ thẩm xét xử 13 bị cáo trong vụ án mua bán hóa đơn, đưa nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến cựu giám đốc công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca tiếp tục diễn ra trong sáng ngày 11 tháng 4 với phần xét hỏi của hội đồng xét xử, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và luận tội của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Trước đó, vào chiều ngày 10 tháng 4, khi trả lời thẩm vấn của hội đồng xét xử, bị cáo Đỗ Hữu Ca đã phủ nhận việc nhận 35 tỷ đồng của vợ chồng bị cáo Trương Xuân Đức và Nguyễn Thị Ngọc Anh ở Hải Phòng để chạy án. Theo đó, cựu giám đốc công an Hải Phòng thừa nhận có 4 lần nhận tổng số tiền 35 tỷ đồng từ vợ chồng Đức nhưng liên tục phủ nhận cáo buộc, hứa chạy án mà chỉ có mục đích giữ hộ để tìm cách giúp đôi vợ chồng Đức khắc phục hậu quả. Ngọc Anh đến là kêu khóc rất nhiều, nói đi nói lại anh cứu em. Tôi coi Đức như em tôi rất lo cho Đức, nhưng tôi cứu Đức là theo pháp luật, đã lấy tiền của nhà nước là phải bồi hoàn thiệt hại để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Vợ chồng Ngọc Anh mang đến nhà tôi số tiền rất lớn và không báo trước. Tôi rất bất ngờ, cách chuyển tiền của Ngọc Anh không có địa chỉ đến, không có sổ sách, không nói rõ số tiền này tiền gì, không nói rõ số tiền bao nhiêu, bị cáo ca khai. Tuy nhiên, tại phiên tòa sáng ngày 11 tháng 4, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng đã bất ngờ thay đổi lời khai chỉ sau một đêm suy nghĩ, thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố bản thân mình về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là đúng người đúng tội. Đồng thời, bị cáo ca cũng bày tỏ mong muốn hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mình. Lý giải về việc bất ngờ thay đổi lời khai, bị cáo ca khai: sau khi về trại giam, suy nghĩ lại tôi nhận thấy nhận thức có sự chưa chuẩn, phần do tuổi cao, phần do rời xa công việc khá lâu. Tôi xin thay đổi lại lời khai, đồng ý với nội dung cáo trạng đã nêu truy tố tôi về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tôi xin thành khẩn khai báo, xin ăn năn hối cải về hành vi của mình. Tôi mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bản thân tôi để có thể sớm trở về với gia đình, cựu giám đốc công an Hải Phòng nói. Sau khi hội đồng xét xử kết thúc phần thẩm vấn các bị cáo khác trong vụ án này, phiên tòa chuyển sang phần luận tội. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tóm tắt lại cáo trạng vụ án và đề nghị mức án đối với các bị cáo. Theo đó, trong bản luận tội, đại diện cơ quan tố tụng nêu rõ trong vụ án này, các bị cáo thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố là đúng người đúng tội. Trong đó, vợ chồng bị cáo Trương Xuân Đức và Nguyễn Thị Ngọc Anh đã hợp tác với cơ quan điều tra, ăn năn hối cải và chủ động nộp lại số tiền thu lợi bất chính, nên được xem xét có tình tiết giảm nhẹ mức án. Trên cơ sở đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã đề nghị hội đồng xét xử xem xét mức án đối với 13 bị cáo trong vụ án này. Trong đó, bị cáo Đỗ Hữu Ca bị đề nghị mức án từ 10 đến 11 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Trương Xuân Đức với vai trò chủ mưu bị đề nghị mức án từ 9 đến 10 năm tù về tội mua bán hóa đơn và đưa hối lộ. Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Anh bị đề nghị mức án từ 4,5 đến 6 năm tù về tội mua bán hóa đơn và đưa hối lộ. Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 18 tháng đến 7 năm tù. Thu hồi hơn 10.000 tỷ đồng tài sản tham nhũng trong 6 tháng qua. Chiều 12 tháng 4, Bộ Tư pháp tổ chức họp báo thường kỳ quý 1 năm 2024. Theo Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Tư pháp Đỗ Xuân Quý, công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính thời gian qua tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Trong 6 tháng, từ tháng 10 năm 2023 đến nay, đã thi hành xong 242.304 việc và trên 47.595 tỷ đồng. Trong đó, kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế là 1.177 việc với hơn 10.000 tỷ đồng, theo thông tin từ báo tin tức. Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hệ thống cơ quan thi hành án dân sự được tập trung chỉ đạo. Tính từ ngày 1 tháng 10 năm 2023 đến ngày 29 tháng 2 năm 2024, cơ quan thi hành án dân sự thu hồi được số tiền hơn 8.960 tỷ đồng. Trong 6 tháng vừa qua, Tòa án Nhân dân các cấp đã chuyển giao cho các cơ quan thi hành án dân sự 1.387 bản án hành chính. Cơ quan thi hành án dân sự thực hiện theo dõi 1.387 bản án. Số cũ chuyển sang là 776 việc, số tiếp nhận mới là 611 việc. Các cơ quan hành chính đã thi hành xong 400 việc, trong đó số bản án đã có quyết định buộc thi hành án hành chính của tòa án là 107 bản án. Số bản án chưa có quyết định buộc thi hành án hành chính của tòa là 121 bản án. Đang tiếp tục thi hành 979 bản án, trong đó số bản án đã có quyết định buộc thi hành án hành chính của tòa án là 374 bản án, số bản án chưa có quyết định buộc thi hành án hành chính của tòa án là 605 bản án. Chánh văn phòng Bộ Tư pháp Đỗ Xuân Quý cho biết, trong thời gian từ nay đến hết quý 2 năm 2024, Bộ Tư pháp tập trung hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả kịp thời các ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, các kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ triển khai các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến các lĩnh vực công tác của bộ ngành tư pháp. Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục tham mưu giúp Chính phủ thực hiện tốt chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, tập trung hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết của Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến hoặc thông qua tại kỳ họp thứ 7 trong lĩnh vực quản lý của bộ như Luật Công chứng sửa đổi, Luật Thủ đô sửa đổi, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản. Từ nay tới hết quý 2, Bộ Tư pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu thi hành án dân sự được giao năm 2024, thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành án hành chính. Bộ tiếp tục thực hiện hiệu quả chỉ thị số 04 CTTVK ngày 2 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế. Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực về thu hồi tài sản trong các vụ án về tham nhũng kinh tế, Bộ Tư pháp chú trọng thi hành tốt các vụ án lớn, có nhiều người được thi hành án, thu hồi tài sản trong các vụ án về kinh tế tham nhũng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đừng quên theo dõi kênh YouTube của Báo Sài Gòn Giải Phóng để cập nhật thêm những thông tin hữu ích khác. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.